Thế nào là một thành phố đáng sống? Đó là nơi người dân có việc làm ổn định, thu nhập cao, môi trường sống tốt, hạ tầng hiện đại, tiện ích và giữ gìn được bản sắc văn hóa. Với lịch sử hơn 300 năm, với hơn 10 triệu dân sinh sống và làm việc, thành phố Hồ Chí Minh đã có những phương án xây dựng đô thị hiện đại, biến những điều này thành hiện thực. Đề án thành phố phía Đông đã được đặt ra và đang đi những bước đầu tiên đầy tiềm năng. Cái vị trí rất là thuận lợi để kết nối các cái khu vực khác, ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Đông Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và các cái khu vực miền Trung, thậm chí là chúng ta có thể kết nối ra các cái tỉnh phía Bắc. Thì nó có thể nói là nó là một cái địa điểm rất là đắc địa để chúng ta có thể là xây dựng một cái thành phố vệ tinh cho thành phố Hồ Chí Minh với đầy đủ những cái công năng. Chúng ta nên xem đây là một cái mã ADN tốt nhất của Sài Gòn, bằng cách tập hợp những gì tốt nhất của Việt Nam và thế giới. Trên cơ sở xác lập 3 quận, quận 2, quận 9, quận Thủ Đức, một khu đô thị mang tính sáng tạo, tương tác cao sẽ được hình thành với dân số hơn 1 triệu dân, diện tích hơn 211 km2. Để có được một đề án thành phố phía Đông như hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đã có một quá trình chuẩn bị lâu dài. Như nơi tôi đang đứng hiện nay, phía trên là công trình Metro số 1, Bến Thành Suối Tiên đã được đầu tư xây dựng trong nhiều năm qua. Dự kiến sau khi hoàn thành, công trình sẽ làm thay đổi bộ mặt của thành phố Hồ Chí Minh cũng như đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển thành phố phía Đông trong tương lai. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tiến độ thực hiện tuyến Metro số 1 đến nay đã đạt khối lượng tổng thể hơn 76%. Với nhiều hạng mục quan trọng đã bước vào giai đoạn nước rút. Đặc biệt, từ đầu tháng 10 năm 2020, đoàn tàu Metro sẽ được đưa từ Nhật Depo Long Bình, quận 9, chuẩn bị cho quá trình chạy thử, dần đến hoàn thiện để cuối năm sau vận hành chính thức. Nằm cạnh Depo Long Bình là bến xe miền Đông mới, có thể phục vụ hơn 7 triệu lượt hành khách một năm đi về các tỉnh miền Đông, miền Trung và miền Bắc, chuẩn bị đưa vào khai thác. Mạng lưới giao thông kết nối liên vùng có điểm nhấn là tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, dự kiến mở rộng lên 10 đến 12 làn xe. Trước mắt, tuyến đường này là cửa ngõ kết nối với sân bay Long Thành. Về lâu dài, dự án đường sắt nhẹ từ Thủ Thiêm, quận 2 tới sân bay Long Thành với chiều dài 37 km cũng đang được nghiên cứu. Trong khi đó, giữ vai trò điều phối giao thông bên trong nội thành và tuyến vành đai số 2 dài 64 km được quy hoạch rộng 60 m. Tuyến đường này có 3 đoạn xuyên qua thành phố Thủ Đức, trong đó đoạn cầu Phú Hữu đến nút giao Bình Thái với xa lộ Hà Nội dài 3,5 km. Ngoài ra, tuyến vành đai 3 theo quy hoạch rộng từ 6 đến 8 làn xe, dài khoảng 89,3 km đi qua các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang quan tâm đẩy nhanh khép kín. Hạ tầng giao thông phát triển rồi thì cái việc đi lại nó sẽ thuận tiện hơn. Thì người ta tiết kiệm thời gian để làm việc, thì cái sức sáng tạo cũng như là cái năng suất lao động nó tăng lên. Khi mà hạ tầng phát triển, ùn tắc giao thông giảm, chi phí vận chuyển giảm thì vô hình chung là nó sẽ kích thích kinh tế phát triển, kích thích sản xuất. Và khi cái hạ tầng ở khu vực phía Đông này thì được hình thành, đi lại thuận lợi, kết nối thuận lợi, thì các cái doanh nghiệp FDI cũng như là các doanh nghiệp trong nước người ta sẽ hội tụ về đây. Ông Nguyễn Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mong muốn của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra hướng đi cho thành phố phía Đông là đô thị thông minh, tương tác cao. Mô hình thành phố này là nơi thí điểm mô hình phát triển cách mạng 4.0 ở toàn bộ các lĩnh vực. Tuy vậy, việc thực hiện đề án này cũng có những thách thức cần tính toán kỹ. Cụ thể, trên cơ sở định hướng đó, ngay từ bây giờ, phải tính đến việc tổ chức quy hoạch như thế nào để đảm bảo phát triển thành phố Thủ Đức bền vững theo hướng xanh sạch. Câu chuyện kết nối giao thông như thế nào cho đồng bộ với các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ như Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai cũng là bài toán cần sớm có lời giải để phát huy hết tiềm năng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam này. Và cái khu vực này sẽ còn phát triển hơn nếu chúng ta giải quyết tốt cái bài toán là cái kết nối vùng. Để giải quyết cái bài toán này thì chúng ta là phải đưa ra nhiều phương án, và chúng ta cần có một cái hội thảo khoa học về cái chủ đề này. Cụ thể như là những cái tuyến đường mà kết nối vùng thì nó phải là ngân sách trung ương, hoặc là những cái tuyến đường
mà có liên tỉnh thì cái ngân sách đó là phải là ngân sách của vùng. Rõ ràng với lợi thế sẵn có về hạ tầng được quy hoạch và sớm có giải pháp tháo nút thắt để tăng liên kết vùng, có thể hình dung một chân trời mới đầy tiềm năng cho thành phố phía Đông, thành phố trong lòng thành phố đầu tiên của cả nước.